Đây là cái công đoạn mà rất ít các bác biết này. Đấy, đây là cái công đoạn mà quét lót gầm mà bên cơ sở em Công mà rất hay chia sẻ đến các cái video cho anh chị em mình. Cái công dụng để quét lót gầm như này là giúp nó có một cái lớp bảo vệ, đấy, một cái lớp lót ở dưới gầm, giúp cho là cái hơi ẩm của cái sàn nhà khi mà nó bốc lên thì nó không ẩm vào cái đồ gỗ các bác nhé. Đấy, bất kỳ con hàng cao cấp nào thì bên cơ sở em Công đều cho thợ là quét lót gầm cẩn thận và chi tiết, và phải quét bằng tay như này các bác nhé, để cho cái lớp lót thật là dày và bám được đều vào các cái khe, cái cạnh một các bác nhìn này. Đấy, đây là một bộ hoàng gia vân lu. Bên cơ sở Công thì bộ này thì có khách rồi, thì Công đang cho thợ hoàn thiện để các bác nhìn này. Đấy, đây là cái công đoạn mà đang quét lót này, sẽ quét tất cả các cái thanh xà và các cái phần ván mặt ở gầm. Các bác chắc chắn là ở gầm thì không thể hoàn thiện là 4-5 lần lót như ở trên bề mặt được, nhưng mà bắt buộc là đối với các con hàng bên cơ sở Công thì 100% đều phải làm lót như này hết các bác nhá. Đấy, đây là riêng cái công đoạn làm lót này. Đấy, đây là về phần gầm. Đây là gầm của cái ghế đơn. Đấy, gầm này thì bên cơ sở Công thì phải trà lu thật là sạch rồi, sau bắt đầu sẽ quét một lần lót lên các bác nhá. Đấy, công dụng thì em Công vừa mới chia sẻ rồi. Đặc biệt là các bác ở ngoài miền Bắc gặp các cái thời tiết nồm thì khi mà cái độ ẩm của không khí ấy nó cao hoặc là trời nồm thì cái hơi ẩm nó bốc lên, thì bộ bàn ghế mà khi để trong nhà các bác ấy dính nồm thì cái mặt dưới nó bị ẩm mốc các bác, nó bị ẩm ướt thì nó sinh ra đến nấm mốc ở bất kỳ cái bộ bàn ghế nào. Vậy nên anh chị em mình lưu ý giúp Công, các bác đi mua hàng phải kiểm tra 100% xem là lót gầm có phun hay không, có quét lót hay không các bác nhé. Chắc chắn là quét lót này thì nó mất tiền, mất tốn thời gian hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng bù lại cho các bác là một em hàng nó đẳng cấp, nó chất lượng các bác nhé. Đấy, đi lên đây thì đây là một bộ hoàng gia Louis vân lu. Bộ này thì em Công có làm hàng đạt cho một bác khách rồi. Đấy, bác khách ở bên bên trong Huế cơ. Đấy, thì có mua bên cơ sở Công một bộ vân lu này. Đấy, cái dòng này thì đang để nguyên mộc các bác nhá. Vân lu rất đẹp này. Đấy, lu này là chưa lót đâu các bác nhá. Đấy. À đây cô ơi. À, cô giúp con quét cái lót cái mặt này bác. Đây cô quét qua lót cái mặt này đi cho các bác xem. Đấy, các bác nhìn quét lót lên này. Đấy, để cao các bác nhìn đây này, lu này. Đấy, cô quét con các đoạn lu như này. Đấy. Khi mà quét lót lên này thì không khác gì lúc mình BU lên đâu, mình hoàn thiện lên xong thì nó cũng như thế này. Nhưng được cái là nếu mà làm đủ các bước lót ấy thì nó mịn hơn, hàng nó bóng hơn. Còn đây là khi mà hoàn thiện lên này, các bác nhìn quả lu này rất đẹp như này. Đấy, các bác nhìn lu nhá. Đấy, cái dòng vân lu này nó gọi là viên ngọc của núi rừng đấy các bác, viên kim cương của núi rừng. Tại vì trong hàng nghìn cây thì may ra có một cây nó có hàng lu nhiều như này. Mà đây nó lại là cùng cả bộ luôn. Đấy, cô quét luôn cho con cái mặt này phát. Đây, cô quét luôn cho con luôn cái mặt phát. Đây, đây là cái mặt ghế các bác nhá. Mặt ghế này là chọn toàn bộ cả lu hết này, kể cả phần khuôn tranh. Đấy, phần khuôn tranh hay ván mặt đều làm lu hết nhá. Đây Công sẽ quét lót lên cho các bác cùng xem một em hàng lu nó đẳng cấp như thế nào. Và chắc chắn là giá trị bộ này không hề ít, không hề rẻ tiền một chút nào đâu các bác. Dòng lu siêu hiếm đó. Dòng lu này nhiều khi nó còn làm nó còn lâu công hơn rất là nhiều cho hàng vân đẹp. Đây các bác nhìn một em hàng nghệ thuật các bác nhìn này. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhá. Đấy, con nhìn các bác nhìn lu này cực kỳ đẳng cấp các bác. Riêng về phần lót 1 thì bên cơ sở Công thì có lót bằng tay, không phun các bác nhé. Lót 1 bên anh Công thì toàn bộ các lót bằng tay hết, kể cả tất cả từ tay hay là từ chương ghế đều quét lót 1 bằng tay hết. Đấy, làm thủ công 100% luôn. Đây là lý do tại sao mà hàng bên cơ sở Công đánh giá về cái nước hoàn thiện cực kỳ là cao. Các bác nào quan tâm hoặc là muốn em Công tư vấn về sản phẩm nào, anh chị mình bình luận dưới hoặc là liên hệ cho em Công về lọc có điện thoại là 0989 350 092. Địa chỉ của bên cơ sở Công ở bên đối diện công ty giày da Việt Hùng, Hà Nội các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều và chào các bác.